À đủ. Đây rồi nhá, ok, mình sẽ quay lại trở lại hơn xưa rồi nhá. Có xong video đấy, tí nữa để xong rồi. Cái chỗ này là cái chỗ thoát hơi của nó ấy, mà sao mình dán như thế này nên tránh bỏ chạy được không? Chắc là trong trường hợp không phải thoát hơi mà trường hợp pin nó nổ thì nó sẽ bay ra. Đấy. Đây cho đây như này. Đấy là ok nhá. Ốc ốc video của mình nhá, thỉnh thoảng nó hơi dài nhá, nhưng thôi anh em mà thông cảm. Mình làm này video là dành cho những người chưa biết gì cả, phát từ đầu gần như là một trang giấy trắng. Người nào biết rồi thì không biết thì có thể thông qua hoặc là tôi nhanh một tí. Mình làm video những người thì họ chưa biết điều gì cả, họ chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Anh em chưa biết gì cả. Nó chưa phải là hoàn thiện hết cỡ đâu nhé. Cho nên là điều gì có thiếu sót cho anh em mình cứ comment để mình bắt đầu sửa, để mình bắt đầu ấy nhé, để mình sẽ sửa chữa. Ok, vâng, ghép xong rồi nhé. Thôi mình dừng video này để mình đổi xong đoạn sau nhé. Lúc sáng thì up cái video mà nó dài 13GB có 20 phút Full HD lâu quá, nên là bây giờ không dám quay video dài, quay dài không thể nào mà up được. Okay.